Nhà đất Đình Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 13m, thiết kế một trệt, một lửng và hai tầng lầu. Tọa lạc trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Xóm Mới. Một căn nhà rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong và với tầm tài chính đang chào ra với mức vô cùng thấp, chỉ hơn 6 tỷ thôi nha quý vị. Một căn nhà phố rất đẹp và nội thất bên trong thì cực kỳ sang với tông màu mới nhất năm 2024. Một căn nhà phố hướng Tây và vị trí thì vô cùng đắc địa luôn. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng ra bên ngoài tham quan mặt tiền, mặt chính cũng như là toàn bộ kiến trúc của căn siêu phẩm nhà phố rất đẹp này nha quý vị. Chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà nha quý vị. Ngang 4m2, sâu vào là 13, một trệt, một lửng và hai tầng lầu. Căn nhà phố hướng Tây đang tọa lạc trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà phố nằm trong con đường xe hơi và xe hơi 4 đến 7 chỗ đậu trong nhà. Với giá bán chỉ hơn 6 tỷ thôi. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178647 nha quý vị. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cặp luôn nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng đi xuống tham quan con đường trước nhà nhé. Và con đường trước nhà nha quý vị, con đường xe hơi 5m trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đường này thì quý vị di chuyển thoải mái và dễ dàng xe hơi nhé. Chúng ta đang có nhu cầu tìm mua nhà với tầm tài chính hơn 6 tỷ, xe hơi đậu trong nhà thì hãy đến tham quan cái căn nhà ngày hôm nay em Hùng giới thiệu nhé. Và chúng ta sẽ cùng vào bên trong tham quan thực tế căn nhà, cùng tiến vào bên trong tham quan thực tế toàn bộ kiến trúc căn nhà này. Ở đây thì có hai lớp cửa này, một cái nhà để ô tô dài tầm 6m, quý vị đổ ô tô 4 đến 7 chỗ. Khu vực này thì ốp gạch 1m. Dưới nền thì có đổ bê tông và ốp gạch 80. Hai bên tường thì ốp nhựa và có đèn led, đèn trần. Di chuyển vào bên trong thì quý vị sẽ có cầu thang ở giữa với vệ sinh dưới cầu thang. Và kế bên thì có hòn non bộ trang trí, lavabo rửa mặt, tủ kệ để đồ. Sau nhà thì quý vị sẽ có không gian phòng khách ở khu vực lưng ngược phía sau với đầy đủ trang thiết bị thất đẹp tặng kèm như là sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi 65 inch, bên trên có đèn pha lê, đèn chiếu sáng. Hai bên tường thì có ốp những tấm nhựa than tre, nhìn rất là đẹp và tuyệt vời. Và căn này thì đang chào bán với mức giá là 6 tỷ 990 triệu đồng nha quý vị. Và còn thương lượng, quý vị có bác cô chú quan tâm đến căn siêu phẩm nhà phố đẹp nhức nách này, hãy alo về cho Hùng theo số hotline 0918 178647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng theo chân em Hùng di chuyển lên trên tham quan không gian kiến trúc, phòng bếp, phòng ăn cũng như là ba phòng ngủ của căn nhà phố rất đẹp này nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng tiến lên không gian bên trên. Khu vực cầu thang ở đây thì chúng ta sẽ có đèn led chiếu sáng này, lan can gỗ sồi sơn màu đen kết hợp với kính cường lực. Di chuyển theo cầu thang lên thì quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp, phòng ăn ở trên khu vực lưng ngược. Chúng ta sẽ tiến lên nha. Đây là không gian của phòng bếp, phòng ăn trên tầng lửng nha quý vị. Với bàn ăn 6 ghế, quạt trần Panasonic bên trên, hai bên có tủ rượu và tủ bếp với tông màu đen. Chúng ta sẽ có tủ lạnh Toshiba, khu vực đế bếp âm, bồn rửa trên bát, sắc kệ bát. Và bên ngoài có cửa hai cánh ra khu vực ban công và tiền chính có trồng cây xanh rất đẹp. Căn nhà phố siêu phẩm với diện tích nhỏ gọn, ngang 4m2, sâu vào 13m, nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 15, ngay ngã tư Xóm Mới, rất là gần với Lotte Mart quận Gò Vấp và sát bên khu Cityland Nguyễn Văn Lượng. Một căn nhà phố siêu phẩm với mức tài chính thấp chỉ hơn 6 tỷ thôi, xe hơi 4 đến 7 chỗ ngủ trong nhà. Quý anh chị cô bác cô chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu căn siêu phẩm nhà đẹp này nha quý vị. Phòng bếp, phòng ăn thì có luôn không gian máy lạnh để chúng ta có thể bật máy lạnh khi ăn uống trên đây nhé. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có không gian cầu thang được ốp đá trang trí này. Ngoài đây thì trần thì có đèn led và đèn pha lê, rồi cây cảnh, cây kiểng rất là đẹp. Cầu thang thì sẽ có hệ thống đèn led chạy tự động và được ốp đá hoa cương cũng như là lan can kính và tay vịn nhựa, tay vịn gỗ sồi sơn màu đen rất tuyệt vời. Phòng ngủ thì chúng ta sẽ có 3 phòng với một phòng master đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm như là giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ để đồ. Bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Có máy lạnh. Phòng ngủ thì cũng được trang trí rất là đẹp, dưới nền thì ốp gạch 60m2. Bên này thì tủ áo ở cuối chân giường này. Ban công 1m2 có trồng cây xanh. Bàn trang điểm, bàn làm việc.
giường ngủ thì rất là chỉ là đẹp quý vị, giường ngủ bằng da. Và bàn trang điểm thì có sẵn này. Kế bên đây thì chúng ta sẽ có vệ sinh. Của phòng master thì có là bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm nằm, gương soi và đèn led. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 phía sau ở khu vực lầu 1. Phòng ngủ số 2 này thì chúng ta cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Căn nhà này thì đang có hướng chính tây và giá bán đang chào ra rất là mềm mại luôn quý vị. Chỉ hơn 6 tỷ là chúng ta có ngay căn nhà đẹp này rồi. Phòng vệ sinh thì với đầy đủ trang thiết bị nội thất. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 2. Và quý vị sẽ cùng em Huy Hùng vào lên lầu trên, lầu 2 để chúng ta tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 3 và không gian phòng thờ cũng như là sân thượng nha quý vị. Ngang 4m2, sâu vào 13m, một trệt, một lửng hai lầu, sân thượng trước. Giá bán là 6.990.000 đồng, còn thương lượng và có hỗ trợ vay ngân hàng. Quý anh chị, cô bác, cô chú quan tâm căn nhà này thì alo trực tiếp về cho Huy Hùng theo số hotline 0918178647 nhé. Căn nhà này thì xây mới 100% nha quý vị. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Quý anh chị, cô bác, chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh bên trong với là bồn rửa mặt, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Ta đang đến với không gian phòng số 3 ở trên khu vực lầu 2. Đầy đủ trang thiết bị nội thất hết nha mọi người. Và ngoài đây sẽ là không gian phòng thờ và sân thượng. Khu vực không gian phòng thờ này quý vị. Và ngoài đây là không gian sân thượng trước này. Sân thượng trước thì có bộ bàn ghế sắt, có đèn led bên trên, có dàn lam rất là đẹp và có trồng cây xanh xung quanh. Khu vực này cực kỳ chiêu và giá bán đang cực kỳ thơm, 6.990.000 đồng, còn thương lượng, hỗ trợ vay ngân hàng. Quý chị, cô bác, cô chú quan tâm căn này thì alo ngay cho em Hùng nhé. Căn nhà đang tọa lạc trên trục đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Xóm Mới. Và giá bán là 6.990.000 đồng. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.